suốt đứt chỉ hả? Ôi vậy hả? Hay dữ vậy ta? Cái này ổ lớn hay ổ nhỏ vậy? Ở dưới ổ lớn hay ổ nhỏ? Ổ nhỏ, ổ nhỏ đẹp hơn. Nếu tính ra mười mấy đầu à, có mấy đầu à? 2 chầu không? 12 đầu. Này thêu chỉ có mẫu này thôi hả anh hả? Dạ. Ý là thêu chỉ có một mẫu này thôi hả? Dạ.